chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đang là chiếc Oppo A54. Và đây là một chiếc smartphone giá rẻ nữa đến từ thương hiệu Oppo. Hiện tại thì mức giá của nó đang rơi tầm khoảng là 4,7 triệu đồng. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành test hiệu năng ở trên sản phẩm này. Cụ thể đi về cấu hình phần cứng ấy, thì chiếc Oppo A54 này nó sẽ được trang bị con chip đó chính là Helio G35, đi kèm với dung RAM là 4GB, bộ trong là 128GB. Để xem là hiệu năng chơi game của sản phẩm này thì nó sẽ như thế nào nhé. Với cái điểm số AnTuTu đạt được đây, mình sẽ cho các bạn xem. Nó sẽ chỉ rơi tầm khoảng là 103.000 điểm thôi. Vì điểm CPU đạt được là 39.000 và điểm GPU đạt được là 13.000. Thì với Helio P35 chứ không phải là G35, mình xin lỗi các bạn nhé. Thì cái với cái cấu hình này thì mình nghĩ nó không thể nào mà có thể chiến được tốt cái tựa game mà mình test trong video ngày hôm nay, đó chính là PUBG và Liên Quân. Nhưng mình cứ thử cố xem sao nhé, để xem là nó có quá cố hay không. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái tựa game PUBG Mobile. Đây, thì mình sẽ cho các bạn xem cái phần cấu hình và đồ họa thể hiện được. Đây, đồ họa thì nó chỉ đạt được mức là trung bình thôi. Khá là khó chịu đúng không? Như này thì đánh cái gì, bắn cái gì? Đẩy xuống smooth thì cũng chỉ được vào trung bình. Còn nếu như mà đẩy lên mức cân bằng cũng không được luôn. Nó chỉ mức trung bình này thì không thể nào mà chơi nổi luôn. Cho nên là mình sẽ bỏ qua cái tựa game này nhá. Mình sẽ chuyển sang luôn cái tựa game PUBG Mobile. Có mà chơi cái tựa game này trên con chip này thì có mà nó giật lag cái tung người. Đó, mình sẽ chuyển sang cái tựa game Liên Quân Mobile để chơi thử xem Liên Quân nhẹ hơn thì nó sẽ cho cái trải nghiệm như thế nào. Ok, mình đã chuyển vào cái tựa game Liên Quân Mobile. Thì đây mình sẽ vào xem. Nhưng mà với con chip Helio P35 này thì nó lại bật được FPS cao. Trong cái video test game của cái chiếc Realme C25 nhá, con chip Helio P70 mà cái điểm số AnTuTu nó cao hơn hẳn nhưng không bật được FPS cao. Ồ, khá là buồn cười ở trên những con chip MediaTek, nhưng con chip thấp cấp hơn thì lại bật được. Còn những con chip cao cấp hơn một chút thì lại không được. Thế mới buồn cười. Đó, lại còn bật được chất lượng ảnh lên mức HD luôn. Đó, chất lượng ảnh, chất lượng chi tiết lên mức cao. Nói chung là max setting luôn ở trên cái tựa game Liên Quân Mobile trên chiếc Oppo A54 với chiếc Helio P35. Đó, bây giờ thì mình sẽ vào đấu thử một trận nhá. Ok, mình đã vào bên trong trận nhưng mà khá là lag các bạn ạ. Nhưng mà trong quá trình chơi thì các bạn nhìn thấy nó khá là mượt đúng không? Nhưng mà lúc mà load game ấy, trong quá trình trải nghiệm mình load game các thứ ấy, thì nó khá là lag. Hiện tại mức FPS nó đang rơi tầm khoảng 58 rồi 59. Định làm cái gì? Định làm cái gì? Cướp á? Ra đây đúng rồi. Bị cướp bùa mình. Cái gì vậy? Cố tình làm cho mình thọt các bạn ạ. Con bùa đỏ này cũng mất rồi. Mất thật. Chúng nó cướp mất con bùa đỏ rồi. Ô, chết rồi. Từ nãy giờ mình không lên đồ đi rừng rồi. Đánh thủ thôi các bạn ơi, nó làm cho mình thọt mất rồi. Ô
Ờ kìa, cày thế nhở, cho mình con mạng đấy để mình lên đồ. Ra đây. Cái gì vậy, sao cứ ăn rừng của mình thế nhỉ, bực thế nhỉ. Mình bị choáng không dùng ulti luôn. Cay thật đấy. Ôi rồi. Chúng nó cố tình, chúng nó sang nó phá rừng mình là mình thọt rồi. Nó có thể là con bát đông thì nó tụt xuống mức FPS nó còn 5-6 cơ. Nhưng mà mình thấy rất là kỳ lạ những con chip đến từ Mediatek. Chip G70 thì không được, không bật được FPS cao các thứ. Gì đấy, chúng nó hổ báo thế nhở. Ôi dồi, kìa, ăn đi, được rồi. Chúng nó phá mình thật rồi. Để mình xem cái nhiệt độ nhá. Nó rơi tầm khoảng là 38 độ C, 37 độ C. Cục cam này là 38 này. Đó. Nói chung là hiệu năng nó chỉ ở mức vậy thôi. Nhưng mà chơi được liên quân mượt như này là ok rồi. Nó mút hết rừng của mình rồi. Ủa, cái gì đấy? Đó, các bạn thấy là có bát đồng nhiều chiêu thức đã tụt xuống còn 35 thôi. Nói chung là FPS cao nhưng không bao giờ ổn định. Đó. Nhiệt độ thì rơi tầm khoảng là 38 độ C, 37-38 độ. Nhưng đấy là chỉ chơi liên quân thôi nhá, còn PUBG thì không thể chơi được. Đó, vậy là mình kết luận một chút thì liên quân nó để chơi ổn, ở mức ổn. Còn nếu như PUBG thì là không chơi được. Còn pin thì nó tụt xuống còn trong vòng khoảng hơn 10 phút mình chơi rồi thì nó tụt xuống còn 34% pin, vừa nãy là 39 thì phải, mình nhớ không nhầm là 39 đó. Và đó là hiệu năng của cái chiếc Oppo A54, và mình khuyên các bạn là chỉ dùng để chơi liên quân thôi nhá. Nhưng mà chơi liên quân thì cũng set up cấu hình thấp xuống một chút vì nó cũng có ổn định đâu. Đó. Ok, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bây giờ, thì xin chào và hẹn gặp lại.